Namaste. Chào bạn. Bạn thân mến, nếu như cuộc sống ở ngoài kia nó nhiều khói bụi, hoặc bạn cảm thấy nó còn chật hẹp, hoặc bạn cảm thấy là không gian vẫn còn chưa sạch, thì bình thường, bởi vì đó là cuộc sống mà. Vậy thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng gì bởi những nhân tố bên ngoài? Và nhiều khi chúng ta hít phải khói bụi, hay chúng ta có những nốt mụn ở trên khuôn mặt này, rồi chúng ta cảm thấy cơ thể của chúng ta ngày một béo lên này, hay chúng ta có các cái hiện tượng như là đau mỏi ở đâu đó, đó là những cái hiện tượng gì? Và hôm nay Giang chia sẻ với các bạn một bí mật, đó là chúng ta có thể thải độc các cái độc tố ở trong cơ thể khi mà có cái tích tụ lại bên trong cơ thể thông qua cái đường không khí hít thở này, hay thông qua cái việc chúng ta ăn uống sinh hoạt hàng ngày, nó vẫn có một phần đó nào đó nó tích tụ lại bên trong và nó sẽ có độc tố. Ví dụ như là khi chúng ta ăn thức ăn vào trong cơ thể thì chúng ta phải bài tiết đưa các cái chất cặn bã ra bên ngoài. Thế vậy thì khi mà chúng ta quá trình đào thải độc tố ra bên ngoài hoặc đào thải chất cặn bã ra bên ngoài, nó không thể nào mà tránh khỏi là ra được hết bên ngoài. Vậy thì làm nào để chúng ta có thể đào thải độc tố ra bên ngoài, thì hôm nay Giang sẽ chia sẻ với bạn cái điều mà Giang áp dụng. Giang có những cái bài tập để có thể đào thải độc tố ra bên ngoài và giúp bạn có thể chỉ nhờ hơi thở thôi chúng ta cũng có thể đào thải độc tố ra bên ngoài. Và điều đó nó sẽ nằm ở trong cái link video ở phía dưới. Nếu như bạn thực sự mong muốn mình có thể đào thải độc tố ra bên ngoài cơ thể thì hãy nhấn vào cái đường link bên dưới để tiếp tục với bài tập đào thải độc tố và thải độc cơ thể. Và nếu như bạn cảm thấy nhiều lúc trong người nóng lên, bốc hỏa hay mất ngủ, buồn chồn, lo lắng, khó ngủ thì đấy cũng là cái hiện tượng hoàn toàn bình thường. Căng thẳng, mệt mỏi, nó cũng là một hiện tượng hoàn toàn bình thường của cuộc sống, bởi vì trong cơ thể của chúng ta lúc nào cũng có độc tố này, rồi có những cái điều bên ngoài nó mang đến mà chúng ta không mong muốn, và cái cách chúng ta xử lý với nó như thế nào mới là quan trọng. Và cái cách mình xử lý đó, đó là chúng ta luôn luôn chăm sóc cho cơ thể, đào thải độc tố ra bên ngoài, và chúng ta luôn luôn ăn rau củ quả sạch này, rồi uống nước lọc này, rồi tập thể dục này, rồi hít thở sâu này. Đó, tất cả những cái điều đó nó sẽ nằm ở trong video, ở trong đường link mà Giang để ở phía dưới. Bạn hãy nhớ xem tiếp video tiếp theo ha. Và Giang hẹn gặp bạn.